Thưa quý khán giả, người dân đồng bằng sông Cửu Long có một câu đố rất là hay, đó là sông Tiền sáu cửa phân ranh, chỉ có mỗi một lại xí phần mình ba, là để nói về cửa sông Ba Lai. Và càng trở về sau này thì câu đố trên không còn được người dân nhắc đến nhiều nữa. Nguyên nhân là vì sao? Mời quý khán giả hãy cùng với Khánh Long tìm hiểu. Điểm đến đầu tiên mà cả đoàn làm ký sự ai nấy đều náo nức mong đợi, đó là nhà của ông già Ba Tri, người đại diện cho những ông già Nam Bộ cương trực, cứng cỏi. Để đến được nhà ông già Ba Tri, chúng tôi phải qua khu chợ này. Chợ Ba Tri ngày trước có tên là chợ Trong. Sau khi cửa ngõ giao thương chủ yếu bị đắp đập, tên chợ được đổi thành Ba Tri. Cũng liên quan đến câu chuyện ngăn sông đắp đập ở cửa sông này, chúng tôi muốn mời quý khán giả cùng tìm hiểu về câu chuyện ông già Ba Tri, một lão nông đã mạnh dạn đấu tranh vì lợi ích chung của người dân. Và ông già Ba Tri cũng là người có công đầu trong việc hình thành nên khu chợ này. Vậy thì câu chuyện đi kiện của ông có những diễn biến như thế nào và thắng thua ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu nha. Không khó tìm được nhà của ông già Ba Tri, bởi người dân vùng này đều rất mến mộ ông. Ông già Ba Tri tên thật là Thái Hữu Kiểm. Ngôi từ đường của dòng họ Thái Hữu nằm trên con đường mang tên ông. Chuyện ông già Ba Tri là hình ảnh của những ông già mà cứng cỏi, cương trực, thêm một lần nữa rất thuyết phục khi chúng tôi được tận mắt ngắm di ảnh ông. Trong câu chuyện với chúng tôi, hai người cháu đời thứ 7 của ông già Ba Tri tự hào khi nhắc đến vụ kiện để đời của ông mình. Họ nhiệt tình dẫn đoàn đến khúc sông xưa từng bị đắp đập. Em thấy anh Trí dẫn em từ chỗ nhà của ông cụ ra đây cũng gần ha, là khoảng cách bao nhiêu anh Trí ha? Khoảng 800 mét. Là cái đập hồi xưa là ngăn hướng này phải không anh? Ngang hướng này. Chợ ngoài kia luôn. Chợ ngoài. Yeah. Chợ ngoài nó có trước. Yeah. Rồi cái chợ trong này là sao? Càng ngày nó mới phồn vinh lên á, đi thì quá xa ngoài này. Cái chợ ngoài này bắt đầu vắng người, nên ở ngoài này có một ông địa chủ chợ thì nó nằm trên cái khu đất của ổng, ổng quản lý, cho nên ổng ngăn cái con đập đặng cho thuyền ghe rồi không có đi vô trong này, đặng nhóm chợ ông cụ ở nhà nhiều lần hòa quẩn với ổng nhưng ổng không chịu dỡ ra. Đi đến chính quyền lúc đó là ông cụ đi thưa những cái cấp nào chị ha? Vĩnh Long, thì Vĩnh Long hồi đó phụ trách bao gồm luôn cả Bến Tre mình. Sau khi mà thưa Vĩnh Long thì cái kết quả như thế nào? Thì kết quả này là ở trên đó họ phán cái này là đất là của ông thì ông được quyền, không đồng ý thì ông cụ cùng với hai ông cụ già nữa đi ra ngoài triều đình Huế nghe kể lại cái công chuyện thế đó. Thì Du Minh Mạng cũng cảm phục được cả ba cái ông già mà từ cái vùng xa này đi ra để đấu tranh cho một cái địa phương, cho người dân. Thì cuối cùng xử cho ông Kiểm này về đi rồi ổng sẽ cho phá. Cứ nghe kể lại là ba ông cụ chưa về tới đây là đã phá rồi. Vụ kiện của ông già Ba Tri đánh dấu sự tranh chấp dòng sông sớm nhất ở Bến Tre. Đây cũng là vụ án đầu tiên được đích thân Du Minh Mạng xử và phán quyết ngược với luật làng. Bản án xóa bỏ việc ngăn sông cấm chợ ấy không chỉ làm nức lòng bà con Ba Tri mà cả người dân miền Tây Nam Bộ. Tạm biệt khúc sông xưa, chúng tôi trở lại với cống đập Ba Lai. Cùng là phân nhánh của sông Tiền nhưng mà vào đầu thế kỷ 20 thì các con rồng Cửa Tiểu, Cửa Đại và Hàm Luông hút mạnh nguồn nước nên sông Ba Lai bị yếu đi, không còn đủ sức dễ dùng để tống phù sa ra biển lớn và bị nghẽn ở cửa sông. Chính vì thế mà con sông thơ mộng này yếu dần đi. 15 năm trước, tình trạng xâm nhập mặn ở cửa sông này ngày càng nhiều. Công trình cống đập Ba Lai ra đời giúp tháo chua rửa phèn vào mùa mưa và ngăn chặn nước biển xâm nhập mùa nắng. Những hình ảnh tư liệu phần nào giúp chúng ta hình dung sự náo nức của người dân đón chờ ngày khánh thành dự án thủy lợi lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long này. Dòng nước cuồn cuộn phù sa giờ chỉ còn là ký ức của cư dân đôi bờ. Dù không còn tự do vươn ra biển lớn, nhưng dòng Ba Lai đã giải quyết được cơn khát nước ngọt vào mùa nắng cho hàng chục ngàn cư dân tỉnh Bến Tre và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xâm nhập mặn nhờ con đập này. Tuy chỉ ngăn cách một con đập, nhưng thổ nhưỡng lại hoàn toàn khác. Phía bờ Ba Tri là những cánh đồng trù phú, người dân tận dụng nước biển làm muối. Bên kia sông lại là những vạt rừng xanh, nhiều tôm cá, nên cư dân Hạ Bạc cứ neo đời nơi cửa sông mưu sinh. Tổ ấm của gia đình chị Lê Thị Quá cứ chao nghiêng theo từng cơn gió. Vợ chồng chị có một căn nhà nhỏ ở quê, nhưng sống riết trên chiếc ghe chồng chành đã thành quen. Đây là em thấy cái bần nhiều ha. Đó là có dừa. Bé Minh Luân cũng được sinh ra trên chiếc ghe này. Kiểu đánh bắt cá này chúng tôi từng biết qua, nhưng với gia đình em Luân nó có sự sáng tạo riêng. Giật mình á, cá nó giật mình thì chạy xuống lưới mình. Rồi bây giờ anh làm thì so với trước đây thì thấy nó nhiều hơn, ít hơn anh? Ít hơn. Hồi xưa là cá nhiều hơn hả? Nhiều lắm, nhiều hai ký. Trời ơi, lưới lắp đơn hả? Đó là lưới rách mà không có tiền mua lưới mới à? Một tay lưới mới thì là bao nhiêu tiền? Một tay lưới vậy là 700 ngàn. Ở đây ngoài hình thức đánh lưới đập như anh thì còn đánh lưới kiểu nào nữa không anh? Có cào, có điện gì không? Có. Cào điện. Cào điện không, tôi làm thất nghiệp. Là hồi xưa lúc mà chưa có cào điện thì sẽ nhiều hơn bây giờ. Rất bỏ. Cào cá nhỏ là chết trơn, thôi đâu. Cái này có bán được không? Cái này ký chắc 50 à? Ký 25 ngàn. Luôn, con này là có trứng hay không có trứng? Có, con nó có trứng. Hồi nãy thấy cha đập giỏi quá, chú đập không có được, cô đập được không? Đập không? Dòng sông cứ lặng lẽ trôi vô tư, như chẳng phải bận tâm điều gì. Nụ cười em Luân vẫn rất hồn nhiên. Giá như cha mẹ em cũng được như vậy. Có nguồn tôm cá dồi dào, chim cò về trú ngụ ở sân chim Vàm Hồ ngày càng đông đúc, được phù sa bồi đắp từ bao đời mà thành. Sân chim Vàm Hồ được xem như là bảo tàng thiên nhiên đặc biệt ở cửa sông Ba Lai này. Ủa anh Duyên, anh quản lý ở sân chim Vàm Hồ này là bao lâu rồi anh? Anh vừa quản lý sân chim Vàm Hồ này năm 2000 đến nay. Bây giờ là 17 năm. À, 17 năm. Lâu chứ. Dạ. Ở đây em thấy rất là đa dạng loài luôn. Ôi, có con chim non hả anh? Con này là bị mưa giông đêm hôm nó rớt. À, tức là hồi hôm có giông á, em thấy không? Hôm nay đang có bão á anh. Có bão. Còn mấy con chim mà rớt thì là thường không anh, nó thường rớt gì đây không? Nó khi trời giông lớn nó cũng bị rớt. Cũng số lượng nó cũng ít chứ không nhiều. Dạ. Rồi những cái con chim mà rớt vậy này rồi làm sao mình đưa nó về tổ ăn? Cái tổ cao quá mình không thể đem tránh được, nhưng mà mình có thể mình để lên cái chai. À, tức là mẹ nó sẽ tìm nó được. Rồi tiếng kêu của nó rồi mẹ nó sẽ đến. Rồi anh đặt lên cho nó đi. Con này là con vạc ha anh? Con vạc con. Có vạc nè, có cò nè. Anh có thống kê được là tổng số lượng ở trong sân chim mình là bao nhiêu loài không anh? Loài thì nó tới 30-40 loài. Khu này mình tham quan rồi, còn anh giới thiệu là đằng kia còn một khu cũng đó rất là đông chim cò. Bây giờ anh dẫn em qua bên kia đi để tham quan tiếp bên kia nha. Sân chim Vàm Hồ nhộn nhịp nhất là buổi chiều. Nhìn từ phía chân trời, những chấm nhỏ di động ngày càng rõ dần. Muôn cánh chim hối hả về rừng, bỏ lại sau đôi cánh cả hoàng hôn đang chuyển màu. Sẩm tối, nhà cò đã về đông đủ. Trong khi loài cò xếp tạm đôi cánh mệt mỏi để sáng mai tiếp tục cuộc mưu sinh, thì đám giặc rộn ràng gọi nhau đi kiếm ăn. Sân chim ngày càng sung túc, còn hình tượng đẹp của chính nhánh sông Rồng từng đi vào sử sách thì đang èo uột dần. Sự kiến tạo của thiên nhiên đã khiến những cửa sông này âm thầm khép lại. Gia đình ông Nguyễn Văn Dĩ đã có nhiều đời tắm gội ở cửa sông này. Từ khi có đập, dù thuận tiện giao thông và nước ngọt giúp ông trồng được nhiều loại hoa màu, thế nhưng chia sẻ với chúng tôi, ông Dĩ vẫn còn tiếc nuối. Trong Ba Lai rồi đó sâu lắm, thì nó chảy dữ lắm, rồi lại chảy xuồng ghe đi qua đâu được, chờ nước bình lại mới có qua. Tạm biệt ông Dĩ với trăn trở về con sông quê, chúng tôi thăm lại lần nữa con đập Ba Lai và đã đồng cảm cùng lão nông. Dù mặn hay ngọt thì nước phải chảy thông luồng lạch mới thành sông, chứ bế tắc không còn sức sống nghĩa là sông chết. Cũng nằm trọn trong tỉnh Bến Tre như là sông Ba Lai, nhưng mà số phận của cửa Hàm Luông lại may mắn hơn. Phù sa sông mẹ từ bao đời tích tụ đã kịp bồi đắp cho khu vực cửa sông này những dải cù lao xinh đẹp. Chính vì thế mà Bến Tre từng được mệnh danh là ba đảo xứ dừa. Chúng tôi kính mời quý khán giả cùng đón theo dõi tập tiếp theo của loạt ký sự về khu vực cù lao xinh đẹp này. Còn bây giờ những người thực hiện chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tạm biệt.